Rồi hôm nay mình mới vừa nhập được một số mặt hàng rất là đẹp. Đó là thương hiệu Fortresin. Đó, thì đây là một cục môn sườn mình rất là vừa ý và đang gắn trực tiếp lên xe nhà của mình. Đây là chiếc Supreme kiển của mình. Máy của mình thì là đang là 54. Đó, đi xe nhà nên mình gắn cái cục mô pin này nó vừa đẹp và lại hiệu quả rất là cao, lửa ra rất là tốt và chuẩn. Đây, anh em thấy cái lỗi dây dẫn điện của nó rất là chất lượng. Và cái điều trang trí đẹp nhất của cục môn sườn xăng cơ đó là màu xanh của nó rất là đẹp. Và dây của nó là màu xanh, như một số anh em cần trang trí dây tăng áp hay gì đó thì màu này lên là tuyệt vời. Đó, màu xanh lên rất là tươi và nhẹ nhàng nha anh em. Đơn giản, sạch sẽ, tay ghim. Và ở đây hàng làm rất là chất lượng anh em thấy không? Tất cả mọi chi tiết, kể cả cái núm khớp nối ngay đây, rất là chắc cú và chất lượng. Đây, dắt điện làm rất là ok và chuẩn anh em ha. Và đây, đổ keo rất là ok. Ê, đổ keo rất là đẹp luôn nha anh em. Cái màu xanh của nó nếu mà anh em trưng ra ngoài vậy thì ôi, rất là đẹp và xịn sò. Đó, anh em nếu đẹp ra ngoài vậy. Đó, xuống đây. Ok, đây là chiếc rim của mình, máy 54. Đó, bình bông 199.000 nha anh em. Bình bông 199.000, bình Trung Quốc thôi. Cục mobin này chỉ có 270.000. Đây là giá của chính thức của Boss Fokker xin đưa cho tất cả đại lý. Nên mình bán cũng bằng giá, cho nên có gì anh em cứ ủng hộ nha. Một sản phẩm rất là đẹp và chất lượng. Đó, thấy nè. Tình này nó giật ta. Rồi, thì bây giờ mình đang xài trên xe nhà mình là cái cục IC Fortresin. Đây, tủ lớn, chip lớn cho nên là rất là ổn định và RPM rất là sâu. Và theo kèm đó là một cục mô pin như thế này. Giá của mỗi em sẽ là 270.000 mô pin. Và IC là 270.000, bảo hành cho anh em 1 năm. Bất kỳ lỗi của sản phẩm hay chết gì đó mình sẽ đổi mới, không có sửa chữa gì hết. Ok anh em ha, 540 một bộ. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.